Hello mọi người, xin chào mọi người trở lại kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi tựa game có tựa đề là The Last of Us, phiên bản PC. Một tựa game đã ra mắt nó từ cái thời mà rất lâu rồi, từ trên hệ máy PS3 đã được đánh giá một tựa game xuất sắc về mặt cốt truyện, lối chơi, về thiết kế nhân vật, đồ họa. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Đây nha. Chúng ta sẽ cùng mình là khám phá tìm hiểu cốt truyện của game này cũng như là trải nghiệm lối chơi. Game ở phần 1 này sẽ tập trung kể về nhân vật tên là Joe chở Ellie á, đến Fry để nghiên cứu lấy thuốc chữa. Nhưng mà sau sau cùng thì ông quyết định là cứu Ellie nha, xong rồi giết luôn mấy đám Fry một lượt. Thì cái này là mình đã xem trên bộ phim The Last of Us chuyển thể thì mình cũng nắm sơ sơ về cốt truyện như vậy, nhưng mà về TV series thì thường là nó sẽ rút bớt nhiều tình tiết nhưng mà nó cũng đảm bảo cốt truyện á. Thì mình đánh giá là bộ phim mà cũng là bộ phim chuyển thể xuất sắc nhất luôn, rất hiếm có game chuyển thể nên nào lên PC mà làm tốt như vậy. Naughty Dog game. Ok, nhân vật chúng ta tên là Sarah và đang ngủ giấc ngon lành. Ok, Tommy, nghe tôi nói này. Nghe này. Tôi không thể mất công việc gì được. Tôi hiểu chứ. Hãy nói về vấn đề này sáng nay nha. Ok. Ôi, nói sau nhé. Ok, ngủ ngon nha. Hey, it's Monday at ngày vui vẻ chứ. work, À, huh? What nó time is trễ it? rồi, mấy giờ rồi? It's past your bedtime. But it's still Nhưng vẫn còn ngày hôm nay mà ba. today. Now I do not have the energy for this. Tôi không có năng lượng ở chuyện này đâu, không có tâm trạng á. This is Cái gì đây? your birthday? Quà sinh của ba đây. Oh man, cái gì đấy? You kept complaining about your Đồng birthday. hồ. So figured, Trong cái TV series á, nó sẽ có quay thêm một số cảnh giống như là cô ấy tan trường xong sẽ tới cái cửa hàng đồng hồ để sửa đồng hồ cho ba nó vậy. Nhưng mà thời điểm đó thành phố bắt đầu là thông báo mọi người hãy về nhà đi á, bởi vì dịch bệnh nó xảy ra mà nhân vật mình không không hay biết. Cũng ngon nhé, con gái yêu của ba. Thôi tiếng tiếng đàn thì là chất lượng các bạn. Mình nghe nói là cái đàn này là họ dùng cái đàn thật luôn để mà đánh vô luôn á, chứ không phải dùng âm thanh hiệu ứng nha. Hello. Xin chào Sarah, ta cần Uncle Tommy. nói máy tới cha ngay, I need to talk to your dad ta now. cần nói chuyện với cha của con ngay bây giờ. Uncle Tommy? Hello? Chết rồi, đại dịch đang xảy ra. Rồi ok nha, đi thôi. What was that all about? Cái gì thế? Chị nó là cái gì? Oh, dang it. I forgot to give this to him. Ơi, cái thiệp nè, quên đưa cho cha nữa. Chúc mừng sinh nhật nha. Rồi, ok, này đọc sau nha. Ok, let's go, mở cửa. Dad? Cha ơi, Daddy? cha có nghe không? Where the heck are you? Cha đâu rồi? Cha đi chơi rồi. Ôi, ủa cái này gần nhà nè. Ê, nổ quá chân. Ôi
Trời ơi, ông phải đang đang bùng dịch kìa, cha nói quá trời luôn, phiến cháo sủa nữa. Đi đi nhanh lên, nhìn nó Sarah. Cha ơi, cha. Cha con sợ quá, cha đâu rồi? Điện thoại, điện thoại. Eight missed calls. Where the hell are you? Call me on my way. Ôi, Tommy gọi 8 cuộc gọi luôn mà không nghe máy. Bỗng đi ngủ hay đi đái mà lâu thế. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, đóng cửa lại. Ôi, cha đây rồi, xa ra. Còn ổn chứ? Ừ. Có ai tới đây không? Ai là đây ba? Đừng có tới cái cửa. Về đi con. Ôi cha ơi, cha làm con sợ đấy. Gì xảy ra vậy? It's a Cooper. Người đó không đúng với họ rồi. Ôi ôi. Ôi mẹ nó tới kìa. Zombie, zombie. Trời cảnh báo Jimmy, có chân. Từ từ đấy, mình check lại cái control cái hình như là nó bị cấn này. Ừ, con hiểu mà. Anh đâu vậy? Sao thế đó, tôi nghe thấy ra chứ. Để sau đi. Để xa ra. Con sao rồi? Con ổn chưa? Con ổn mà, con ổn. Không có điện thoại, không có radio. Ôi, chúng ta tèo rồi. On the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. 71, I swear, man. Oi. Did they say how many are dead? Probably a lot. They found this one family all mangled inside their Tommy. House. Tommy, thôi. Đừng đừng có đục khoét tuổi thơ nữa. Christ, thôi, khỉ thật. Làm sao này sẽ ra được? Không rõ nữa, mà không phải chỉ chúng một mình thị trấn chúng ta đâu, còn những chỗ khác nữa. Ôi quỷ, đó là nông trại của Louis. Hy vọng là cái thằng quỷ ra được. Tôi tin là nó sẽ làm được mà. Chúng ta có bị nhiễm bệnh không? Sao cha biết? Jimmy có làm ở thành phố không? Đúng rồi. Nhưng mà không sao. Chúng ta ổn. Tin cha nhé. Ôi được rồi cha. Anh nghĩ gì vậy? Đi 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 tiếp đi. Thôi. Chúng ta đang giúp họ chứ. Cuộc sống mà chúng ta thì khó đi ra quyết định giúp đỡ người khác. Ôi trời, kẹt xe. Phía sau có xe không? Ôi chết, anh Tâm tấn công rồi. Trời ơi, lùi lại đi. Ôi chết chết chết. Yes, I saw. God damn.
am. Turn here, turn here. Rồi không được rồi. Mặc đi thôi, đi đi mấy chú nhanh lên. Không thể dừng được đâu Tommy ơi. Ôi cha. Trời ơi. Cha ơi, cha ơi. Cha ơi. Lùi lại con ơi, lùi lại. Đáp. Ừ. Tôi. Cha, cha đây con ơi. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. Chúng ta phải chạy thôi. Keep us safe. Để chúng ta an toàn nha. Hold on tight. Ok. Rồi chạy thôi, cẩn trương lên. Cha ơi, con sợ lắm. Nhắm mắt lại đi con. Có chân xuống, có chân. Ôi. Có chân, có chân, có chân. Nổ rồi. Ôi cả thành phố bị sập điện rồi. Ôi cháy. Đừng có nhìn Sarah ơi. Ôi. Hướng này nè, hướng này nè. Nhìn cha, nhìn cha. Ôi. Ôi, không được, không được. Mở cửa đi, mở cửa đi. Mở cửa, mở cửa. Ôi, có chân, có chân. Có chân, có chân, có chân, có chân, có chân. Anh đã chết rồi. Ôi, khỉ thiệt. Ôi. Ở đây qua hàng rào kìa. Đi thôi. Chạy đi, chạy đi. Nó tới kìa. Rồi đi ra lộ đi, nhanh lên. Ừ, cho xe xin anh thôi. Tôi sẽ gặp anh. Anh đã sợ ổn thôi. Ôi chết, nó dí kìa. Được rồi, đừng có la nữa con. Cha đang chạy nè. Ôi, không được rồi. An toàn rồi, chưa được cứu rồi kìa. Đừng lấy. Đứng nghiêng đó. Ờ, chúng tôi không bệnh đâu. Chúng tôi ổn nha. Chúng tôi bắt được hai thường dân. Xin hãy chỉ đạo. Cậu Tommy đâu? Nhưng mà còn cô gái nữa, sir. Nhưng mà... Ok, thưa ngài. Ơi, nghe này nè, chúng ta có thể qua được mà. Chúng ta chịu qua được mà. Chúng ta cần... Oh shit. Woo! Oh shit. Oh no. Ôi trời, bị thương rồi. Move your hands, babe. Di chuyển tay con đi. Nghe cha đây, nghe cha đây. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Ở với cha nè. Pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please.
I know, baby. I know. Rồi xong luôn. Đây là Sarah đã ra từ giã cõi trần này. Đừng làm nữ cha mà, đừng làm nữ cha mà con. Phần 1, The Last of Us. Ok, mình skip luôn nha. Mấy cái vô vấn đề luôn. Nó cũng tương đối ổn á. Tại mình cài trên SSD á. Cái quả HDD sẽ bị lâu á. Ok nhá, tới nơi rồi. Đây là mùa hè năm ấy. Nhân vật đi cùng chúng ta tên là Tess. Xin mời nhanh lên. Tôi ok, chúng ta đi vào đây. Gì đấy? Gì ta? Vậy là chúng ta phải đi đi lén lút đúng không? Tại vì cái đường chính đâu có mở đâu. Rồi. Có người bắt kìa. Cái này là bảo đảm mà trốn khỏi khu cách ly nè. Chắc luôn. Có bắn không? Thì nè, xa xa nè, xa xa thành phố đổ nát rồi đúng không? Nếu ta nằm trong cái khu cách ly á, được sự bảo vệ của quân đội đúng không? Từ từ chơi một cách bình tĩnh nha. Let's see your ID. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right, move on through. Thanks. Ôi, đom đóm. Đi thôi. Gì trời, mới vô bị thương rồi. They're gonna close all the checkpoints. We're gonna have to go around the outside. Outside the wall. Or we could just let Robert go. Cute. Hey Tess, you see that shit? I was there. Tôi đã đó mẹ. It's clear. I just used it. No patrols. And where are you off to? Gonna pay Robert a visit. You too. Who else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him. Marlene cũng đang tìm hả? What do the Fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? The truth. I got no idea where he's hiding. Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. Marlene looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. We better find him before the Fireflies do. Đây nha. Giờ chúng ta trên đường đi đến chỗ phần robot đúng không?
Theo mình biết là Marlin hình như là đang xử con robot đó để mà đưa con nhỏ mà Ellie đi hay sao á. Theo mình đoán là vậy. Joel, give me a hand with this. Take it easy out there. Oi. There be light. Ồ, đèn lên rồi. I need to watch what they throw away down here. Let's grab our gear. Lấy đồ thôi, lấy đồ thôi. Backpacks are still here from last time. Súng. Not a lot of ammo. À, chúng ta sẽ có dụng cụ gọi là chế tạo đồ nè, đèn pin nè, đạn nè đó. Rồi trong quá trình chơi chúng ta sẽ nhặt thêm vũ khí, đạn dược. You ready? Yes, ma'am. Come on. Rồi đi 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 đi. Đi thôi, đi thôi. Cẩn thận đấy. Tại sao tôi không chứ? Ủa, câu hỏi lừa tình đây. Chưa, đã lâu rồi mới ra đây đấy. Tôi không phải là kiểu người lãng mạn. À, nãy ra đã biết gì đúng ta. Nhanh quá không kịp. Nè, cái thang rồi đúng không? Ok nha, qua đây nha. Mình sẽ đặt xuống đây và mình sẽ đi lên. You must be thinking of someone else. Oh. Relative. This way. Đi thôi. Down through here. Mở đèn, mở đèn, mở đèn. You think Robert still got our guns? For his sake, he better. Tức là robot đang giữ hàng của thằng này đúng không? Speaking of merchandise, when's that next shipment due? Hold up. Spores. Tại sao lại ở đây nhỉ? Chúng đến từ đâu? Ok nha. Rồi. Một người bị nhiễm bệnh nấm. Anh ổn chứ? Ừ. Cẩn thận nha. Ôi cha mẹ ơi. Help me, giúp tôi. Đừng để tôi chết nha. Ok, tôi sẽ giúp anh tội nguyện. Không đang biến đổi đâu nha. Ừ. Rồi nha. Ôi, có chân. Ôi. Từ từ nha, từ từ bắt nó. Bắt quá, từ từ bình tĩnh, xiết cổ nó đi. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Đây còn đây nữa đúng không? Ôi mẹ ơi. Rồi khó để xử lý.
Ê ê coi chân. Mày hả? Mày hả bưởi? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Ê lụm đạn ra vượt coi. Xem có gì không nha. Không có dầu mà. Vậy một chút đạn dược để mà biết còn còn cái để xài chứ. Rồi nhé, đi lên. Cái định mệnh gì. Dạy đúng không? Đi qua đây đúng không? Rồi 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 rồi. Tôi biết rồi, tôi biết. Ôi, dễ thở hơn rồi đấy. Ừ, tôi biết mà. Why don't you ask Bill to get you some of them air fresheners? They weren't expired, that'd be a good idea. Xin mời. Cover the entrance. I got it. Giờ đi nha. Damn it. Plank fell down. Từ từ, gì đâu mà phải, gì đâu mà phải sợ hãi. Rồi qua đây, qua đây, qua đây. It's a bit heavy. I think I can handle it. All right. Ừ, tôi nghĩ thế đấy. Ok, ok. Chúng ta gần tới rồi. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on. Ghê nha. Shut it. Đóng lại, đóng lại. Và chúng ta sắp tới cái địa điểm cần tới rồi nha. Ok nha. À, giờ chờ tụi nó mở cửa đúng không? Hey little man. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? You know he's expecting us. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Hmm. How you doing today? I heard you. Not right now, Terrence. No, no, no. It's good. Not now. Now. You hear me? Okay. Can do that. Hurry up. We're starving. Oh, hi. Đi né né nè coi. Touch it, you buy it. Tess, it's been a while. Thôi, má 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 bớt giang hồ nha. Where do you think you're going? Mày nghĩ mày đâu thế? Sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Who's that? Ai vậy? À, mấy cái thằng mà khùng điếng mà kể đi. Thì đường này đúng không?
looking for Robert. Who's name Robert? He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Rồi ok đi thôi. Here we go. Rồi nó tới công chuyện rồi. Let us through. You guys. Đẩy tôi qua đi. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. Quay lưng lại và đi đi. Anywhere without Robert. Tôi còn đi đâu nếu không gặp Robert nhá. Tao sẽ đập cái sọ mày ra bã bây giờ đấy. Đi đi. Đúng là phụ nữ mạnh mẽ mà. You ready? Yeah. Ừ, xem. Cover you. Get the angle on them. Đâu. Mày nhá, mày nhá. Bắn. Ừ. Ôi dồi ôi. Ba cái đồ yêu mà. Đòi cân danh. Lên. La. Ok, anh đã được rồi. Cảm ơn nhé. Ừ. Cô xuống. More Robert's guys. Shit, I see him. Tôi thấy chúng rồi. They're coming. Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Rồi nha. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Ồ, quá dữ. Move up. Ôi. Let me guess. Fireflies. Yep. They lined them up against the wall and bang. They just executed all of them. Shit. Now I hear it's like that all over the city. They're cracking down on them hard. No. Rồi nha. Oh my god. Tấm đây. Ừ. Ây cha. Không thấy gì luôn á. Rồi nha. Tấm. Ừ. Okay. Hey, consolidated the crates in the south warehouse. Supplies are locked up. Good. Do another once over and then head out. Bình tĩnh. Cô xuống. What about Robert? Who's he holding up with tonight? Guys, he's paranoid. Huh? Did you hear something? Watch yourself. Okay, yeah. There ain't shit here. All right, well then, let's get moving. Ủa nó đi qua kìa. Ôi, hên quá. Thấy. Ok nha.
Ôi, để tôi cần rồi. Ôi mẹ, chết tôi. Còn nữa không, còn nữa không? Không có đây. Nói chung là đi đi quá ồn sẽ gây tiếng động đúng không? Rồi rồi rồi. Rồi nhá. Hình như tụi nó biết mình ở đây kìa. Rồi rồi rồi, vô 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 vô. Rồi lại thêm người bị giết nữa. Ui. Trời nha, không được manh động nha. Ừ. Kìa kìa nữa kìa nữa kìa. Cô xuống cô xuống. Từ 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 từ, ngay lúc này. Ừ. Okay. Come on, the docks are this way. Let's do this. Vâng, tôi biết mà, không cần nói đâu, nhé. Ờ. Có đồ chơi nhá. Từ từ từ. Cái đường nào vậy ta? Đi đi hồi quên luôn rồi. À đây nè, quên. Rồi nhé. Ủa cửa mở vậy mà không nghe. Đấy. Chàng trai chúng ta kìa. Chưa thầy đó này, chưa thầy á. Ok nha. Okay. Ooh. I'd still take my chances in here. Oh yeah, rồi nha. Từ từ. Xong nha. Đường này đúng không? Không khóa mà, không có đường này đâu. Đi đây nè, đi đây nè, đúng rồi.
Ồ. Rồi nhé. Rồi rồi rồi, đi đi đi. Ừ. Chết à rồi. Đi đi đi, mở cửa mở cửa. Ôi. We just want to talk, Robert. We got fucking nothing to talk about. Put your gun down. Ném xuống đi. Go fuck yourself. Ừ. Ném xuống là một điều ngu ngốc đấy. Robert. Kìa nhé. Sao cả ngu ngốc khi chơi trò ném súng. Ấy. Rồi. Chúc mừng anh. No hard feelings, right? None at all. Holy. God damn it! We missed you. Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. Đây là điều bí mật đúng không? Giờ anh chỉ cần khai cái súng ra rồi sống mà còn gì nữa. Ôi không, chết rồi. Giờ chuẩn bị bẻ ngón tay các bạn. Thôi nha, bớt than vãn đi nha. Tôi bán cho chúng rồi. Xin lỗi nha. Tôi đâu còn được chọn đâu khác đâu. Tôi nợ ơn chúng mà. Ai cũng mời chúng tôi vậy. Tôi nghĩ là anh ngồi sai lưng ngựa rồi nha. Tôi chỉ cần cho một tuần đi. Ai có súng chúng ta? Nói. Tôi không thể. Ôi, gãy bà cái tay rồi. Ai đã giữ súng chúng ta? Ai đã giữ súng của tôi? Chính là chúng. Firefly. Đồng đớm. They're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those fireflies. Ừ, và cũng phát luôn chú nha. That is a stupid idea. Well, now what? Và bây giờ làm gì nữa? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's go find a firefly. You won't have to look very far. Anh không cần phải tìm xa đâu. Đây rồi. Hoàng hậu Firefly đây. Đom đóm. Công việc thôi. Where's Robert? Robert đâu? I needed him alive. Tôi đã cần anh ấy bắt sống anh ấy rồi. They weren't his to sell. I want them back. Tôi muốn lấy lại chúng. Không dễ đâu, Tess à. Họ trả tiền những cái súng này mà. Cô muốn lấy nó, cô phải đổi lại một thứ. Ai mà cần ba cái phiếu đó? Tôi có một món hàng cần phải đưa ra khỏi thành phố. Tôi sẽ đưa súng của cô trở lại thôi. Làm sao chúng tôi lấy được chúng? I'll show you the weapons. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me.
Đi đi thôi. Quân đội tới rồi. Ê, nếu mà mình không tranh thủ đi, mình đứng đây có bị quân đội bắt không? Nếu ấy là trong cái lập trình game này nè. Đúng rồi, đi thôi. Qua đây đúng không? Đấy, lên đồng đèo mất luôn. Ok, đi thôi. Về nha. Về đi thôi. Ôi. Tôi nguyên thành phố hoàn toàn luôn. Có phải người của anh không? À không. Xe đúng không? Chúng tôi đang có tự bại thôi. Ừ, có đủ rồi mà. Ok. Joel, give me a hand with this. Ok nha. Đây, 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 đây. Ok, đi thôi. Hold up. Soldiers. Ê, một binh lính kìa. The door under the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them. Tôi có thể lẻn qua chúng. Chưa biết nó có gọi là cái style của anh đâu. Ê, đi thôi. Rồi tôi biết rồi, không cần nói nữa. Ok nha. Ôi. Ok nha. Ôi. Phớt cào cấu đi nha. Ok nhé, rồi xong. Thêm cái dao nữa. Ừ. Ok. Chúng đông quá làm sao đây. Rồi giết. Oh yes. Ok, coi chừng nha, coi chừng. Ok. Đi thôi, lùi lại. You kill me, they'll never let you leave. Hăm dọ tôi à. Đi sao thế? Rồi nha. Ôi. Có chân. Rồi nha, hành động một cách nhẹ nhàng nha. Rồi, xong. Chết đi. Đúng vậy. Ôi, xiết mà nhăn răng rồi.
Rồi hết ý nói luôn rồi. Chừng nha. Rồi mày chết. Mày gì hả? Mày gì hả? Vào trong. Đóng cửa. Where are we going, Merlene? Tôi vào đây, Merlene. This way. Đi thôi, nói này. Không xa đi đâu. Còn chứ. Ôi, chi chạy, ba biết chạy mà. Cái nơi chúng ta cần đến đây phía trước nha. Giờ ai tỉ ra ngoài sẽ bị bắt á. Cái món hàng nào cho tôi thấy đi. Mở cửa. Joel, give me a hand with this. Ừ, bình tĩnh. Ê, từ từ, bình tĩnh. Đó, đó chính là nhân vật Ellie kìa. Ôi, khỉ thật. Gì xảy ra vậy? Đừng có lo. Tôi có người giúp đỡ mà. Tôi không có đi với con được rồi. Chúng ta không thể tiếp tục với cái kiểu này được. Chúng ta sẽ chuyển ra quái ư? That's not exactly close. You're capable. Sao cô có thể đấy? Hành đưa cô ấy vào vũ khí của anh. Phía sau cái lều chúng tôi hả? Chúng tôi không thể chuyển hàng với nghĩa là khi mà thấy nó được. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's the best idea. Ellie. Ellie à, bớt chỗ che đi. How do you know them? Sao cô biết họ? Close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam. À, thì ra họ biết nhau từ Tommy hả? Before or after he left your little militia group. Ừ, mà Tommy cũng rời bỏ nhóm của cô nè. Good man. Anh ấy là người tốt. Này. Đưa cô ấy tới cái ống phía bắc. Cái gì vậy? Cô ấy chỉ là món hàng thôi, Joe. Đừng nói nữa. Tôi sẽ ổn thôi. Đi với anh ấy đi. Đừng có lâu quá đấy. Ừ, mà nhân vật này bị thương bây giờ nó nhờ mình để chuyển đi đúng không? Rồi thôi. Quá. Firefly. Same thing's gonna happen to us if we don't get off the street. Trời đất, có cái cầu thang xuống đây rồi phải nhảy xuống nữa. Để lên hướng chơi con bé này. Xây xuống đây đúng không? Down here. Xuống đây. Đi, con bé này. Ê, tắt đèn cái này, cô xuống. Ôi, mẹ ơi. Ok, nha. That'll get us to the north tunnel. How
we supposed to reach that? Just give me a minute. Từ từ nó giải quyết cho nít này. Lên 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 nhỏ ơi. Trời ơi, đi thôi. Yep. Like illegal things? Sometimes. You ever smuggle a kid before? No, that's a fact. Oh, đây là nào vận chuyển cô đấy nhá. Chú không biết, quá là bạn tôi nghĩ vậy. Your friend, hả? Huh? Cô nhóc là bạn với cái lãnh đạo của Firefly. Cô ấy biết mẹ tôi đấy. Where are your parents? Cha mẹ con đâu? They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, you decided to run up and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You don't know the best thing about my job. I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Ôi tuyệt. Tốt đấy. Ra đi nha, đây rồi. What are you doing? Anh này vậy? Giết thời gian thôi. Well, what am I supposed to do? Tôi làm gì? I'm sure you will figure that out. Tôi nghĩ rằng cô sẽ giải quyết, em sẽ giúp được nó thôi. Đồng hồ của anh hư rồi. Đồng hồ của chú chứ không? Của chú hư rồi, phải dùng tiền mới đúng. Và thế là đêm tới. Mộng mị quá, mộng mị quá. Chú gì ta? Nhét miệng lúc ngủ ha. Ừ. Tôi bị giấc mộng đấy, ăn mộng đấy. Look how dark it is. Nhìn nó tối kia kìa. Can't be any worse out there. Can it? What on earth do the Fireflies want with you? Hey. Sorry it took so long. Xin lỗi vì đã lâu nha. Cuộc gọi quá trời luôn. Cô ấy sẽ vượt qua thôi. Tôi thấy kho vũ khí rồi, rất nhiều đấy. Muốn lần này không? Này là có chuyện có khác biệt chút đúng không? Ok, nay mình ngưng đây nhé. Nếu các bạn thấy game này hay thì hãy thả nút like để mình tiếp tục đăng nhiều video về game này nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.